Chỉ còn hơn 3 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, nhiều quầy hàng tại chợ trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nhộn nhịp, tăng thêm kỳ vọng về một mùa tiêu dùng khởi sắc. Chợ Bến Thành, sức mua đã nóng dần từng ngày. Thưa quý vị, đến chợ vào những ngày này thì thấy không khí Tết đã đến thật là gần. Và như quý vị đã thấy thì các mặt hàng như bánh, mứt, kẹo, trà, cà phê và các vật dụng khác để phục vụ cho ngày Tết đã được bày bán trên các kệ hàng, các sạp chợ. Khách hàng là chủ yếu là khách hàng nước ngoài, còn Việt Nam thì bắt đầu mấy ngày hôm nay là nhộn nhịp nhưng mà không có chuẩn bị nhiều hơn. Hàng tới đâu mình bán tới đó, tại hàng mặt hàng ăn uống thì cần là phải tươi, phải ngon, phải là có hạn sử dụng, thời hạn nên mình không cần chứa hàng nhiều. Mặt hàng trái cây thì rất là phong phú, giá cả thì bình ổn, mình cũng giữ cho giá cả của năm nay cũng như bằng như năm trước. Bây giờ thì bắt đầu nhận hàng Tết rất là nhiều và bắt đầu order nhiều hơn vào tuần sau và tuần kế tiếp. Thời điểm này là thấy trong chợ Bến Thành là sung túc, nhiều món để dễ lựa chọn, nhiều mẫu mã mới đẹp, giá cả cũng hợp lý. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, khách đến chọn mua quà Tết cũng tấp nập hơn. Thời gian này, các nhà bán lẻ kỳ vọng sức mua và lượng khách sẽ tăng khoảng từ 20 đến 30% so với tháng bình thường và tăng 50% so với ngày thường từ nay đến Tết Nguyên Đán. Giỏ hàng trong siêu thị thì đi thấy trình bày rất là đẹp và rất là phong phú, nhiều cái mặt hàng để cho người tiêu dùng có thể lựa chọn. Bây giờ thì bắt đầu mọi người đi dạo rất là nhiều để mà có thể kiếm cho mình được những cái món đồ để mà có thể sử dụng trong nhà cũng như là tặng quà, hình thức cũng rất là đẹp. Hôm nay thì mặt hàng có vẻ cũng rất là phong phú. Thì thời điểm này mình có thể là lựa chọn được nhiều mặt hàng. Thành ra tôi có thể là tranh thủ lúc rảnh thì mình đi. Hôm nay thì thấy hàng hóa thì nó cũng đa dạng, nó cũng phong phú. Lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường đã chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán 2024. Lượng hàng bình ổn ước tính chiếm từ 25 đến 43% nhu cầu. Sở sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa, giá cả, đồng thời tập trung tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, thực hiện kết nối cung cầu để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho người dân.